Chào mừng bạn đến với bài thiền. Tôi là Nam Châm Hốt Tiền. Khi thực hành bài thiền này, các bạn chú ý chúng ta sẽ cố gắng duy trì để có hiệu quả trong vòng ít nhất tối thiểu là 21 ngày. Chúng ta có thể duy trì thêm càng lâu càng tốt, nhưng để có hiệu quả, các bạn nên thực hành ít nhất trong vòng 21 ngày. Các bạn có thể thực hành vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể ghi lại để đọc, học thuộc hoặc lắng nghe trực tiếp video này của mình. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật nhẹ. Hít một hơi thật sâu, đặt trên môi nụ cười và thở ra thật nhẹ. Một lần nữa, hít một hơi thật sâu, đặt lên môi nụ cười và thở ra thật nhẹ nhàng. Tôi là Nam Châm Hốt Tiền. Tôi thịnh vượng. Tôi thành công. Tôi hạnh phúc. Tôi là tình yêu. Tôi bao gồm năng lượng của sự giàu có. Tôi bao gồm năng lượng của sự thịnh vượng. Tôi bao gồm năng lượng của thành công. Tôi bao gồm năng lượng của hạnh phúc. Tôi bao gồm năng lượng của tình yêu. Vũ trụ luôn giúp đỡ tôi trong việc thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ mà tôi đã đề ra. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả những người mà tôi vô tình hay cố ý làm tổn thương bằng những lời nói hay hành động của mình. Tôi tha thứ cho bất kỳ ai vô tình hay cố ý xúc phạm, làm tổn thương tôi. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi đến ngày hôm nay. Tôi yêu mọi người. Mọi người yêu mến tôi. Tôi yêu tất cả vạn vật trong cuộc sống này. Sự phong phú của vũ trụ đi cùng với dòng tiền trong cuộc sống của tôi. Tôi là một Nam Châm Hốt Tiền. Tôi là một Nam Châm Hốt Tiền. Tôi yêu tiền và tiền yêu tôi. Tôi thu hút tiền vào cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời và thú vị hơn. Tiền mang lại niềm vui và tình yêu cho cuộc sống của tôi. Tiền đến với tôi từ khắp mọi nơi, dưới dạng tiền mặt hay trong tài khoản ngân hàng. Tiền xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi, sau đó chuyển đến tài khoản ngân hàng và sau đó đến ví của tôi. Dòng tiền đến với tôi từ rất nhiều nguồn. Tiền đến với tôi từ khắp mọi nơi, dưới dạng tiền mặt và không phải tiền mặt. Tôi quản lý thu nhập hợp lý và chi tiêu hợp lý. Tôi theo dõi thu nhập và chi phí hàng ngày. Tôi tiết kiệm và phân bổ lại chi phí của mình. Tôi kiểm soát chi phí và thu nhập của mình. Tôi tiết kiệm 10% thu nhập hoặc nhiều hơn tất cả thu nhập của mình và đầu tư sinh lời. Các khoản đầu tư của tôi mang lại cho tôi nhiều thu nhập hơn nữa và cho phép tôi sống thoải mái. Tiền bạc trở thành người bạn của tôi, luôn bên tôi và ở mọi nơi. Tiền bạc biến ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi biết ơn vì điều đó. Tôi có năng lượng thu hút tiền bạc. Tiền được tôi thu hút mọi nơi. Tôi dành tiền để làm từ thiện. Tôi làm việc thiện và dành một phần thu nhập của mình cho những việc tốt. Tôi hạnh phúc. Tôi thành công. Tôi là một người thịnh vượng. Tôi được cấu tạo bởi năng lượng của hạnh phúc.
tôi được cấu tạo bởi năng lượng của thành công. Tôi được cấu tạo bởi năng lượng của tình yêu. Tôi được cấu tạo bởi năng lượng của sự thịnh vượng. Tôi được cấu tạo bởi năng lượng của sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Tôi thu hút tiền 24 giờ mỗi ngày. Tôi biết cách kiếm tiền, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi biết rằng trong tương lai, tôi sẽ còn có nhiều tiền hơn bây giờ. Số tiền tôi kiếm được tiếp tục sinh sôi và phát triển theo cách riêng của nó. Tôi nhận được ngày càng nhiều tiền hơn. Luôn có đủ cho tất cả mọi người. Tiền chảy vào tôi như dòng sông vàng tuyệt đẹp. Có rất nhiều tiền trong tâm trí tôi, trong tương lai, trong túi, trong ví, trong tài khoản ngân hàng, trong hoạt động kinh doanh, trong chứng khoán tiền tệ, và bất cứ nơi nào, chúng đều phát triển và nhân lên gấp bội. Tôi là đấng sáng tạo mạnh mẽ của thế giới tươi đẹp và phong phú. Nguồn sức mạnh to lớn đang thức tỉnh trong tôi. Tôi có thể tạo ra mọi thứ tôi muốn. Tôi bao gồm năng lượng của sự giàu có. Tôi bao gồm năng lượng của sự thịnh vượng. Tôi bao gồm năng lượng của thành công. Tôi bao gồm năng lượng của hạnh phúc. Tôi bao gồm năng lượng của tình yêu. Chúng ta vừa thực hành xong bài thiền Tôi là nam châm hút tiền. Hy vọng rằng các bạn sẽ thực hành nó đều đặn và đem lại hiệu quả. Hãy cố gắng thực hiện mỗi ngày và trong vòng 21 ngày để đạt kết quả tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.